chào các bạn nha. Hôm nay tôi sẽ lên trên đây là thuộc địa bàn của xã Lam Toàn. Tôi sẽ quay cái đám ăn tân gia vừa mới đi Hàn Quốc về. Và đây là một trong những ngôi nhà lần trước tôi quay, là một trong ngôi nhà đẹp nhất ở cái khu này. Các bạn có thể xem xung quanh là chưa có cái nhà nào mọc lên luôn đấy. À, tôi sợ bản quyền quá mà. Cái nhà này nó vào khoảng gần 1,5 tỷ đấy các bạn. 1,5 tỷ tiền Việt. Chương trình này làm 20 mâm. Chương trình này là 20 mâm đúng không em? Chưa 20 mâm, chiều 7 mâm, có to đấy. Đại gia Tiến mới về. Vâng. Đây là bàn hậu cần, đang chuẩn bị có bàn. Đây là ban hậu cần nhá. Mở loa to này không dám đưa lên đâu, đưa lên bản quyền chết. Khách khứa chưa đến nhưng mà ban hậu cần này cũng vui lắm rồi. Đừng quay cái này, cái đang chớp nháy kìa. Anh đừng quay cái đoạn này, em đang ăn phụng anh ơi. Hay nhất là có mỗi bàn hậu cần này thôi. Còn cỗ có gì đâu quay. Cô kia bỏ khẩu trang cho nó mặt đấy. Ngày hút thế chịu lạ vậy. Cái chùa chùa à? Nó bày hết giấy vào đây. Món này món thịt bò. Cái này là dê em ơi. Dê à? Ừ. Dê chả ghe thôi. Cổ to lắm này. Đây. Giá được cổ. Không biết đây là những món gì đâu. Tôm. Mực. Còn đây là thịt dê nha mọi người, thịt dê. Bảo các bác cửa hộ đi nha, đi luôn ạ. Có đâu. Đây là yên xôi nha mọi người. Quanh nốt quanh này. Đây là chặt thịt gà. Ok, bên đây cũng được, bên đây cũng được. Đây là ông chủ đây. Ông chủ của ngôi biệt thự. Xin chào mọi người. Xin chào bà con. Kia là đang bóc giò nhá. Bóc giò nhá mọi người. Xôi này mà nó nguội nó nặng lên để có
đây là bà chủ nhà này. Kia là bà chủ nhà mọi người. Bà chủ nhà cười lên tí nào. Chào anh em. Bà chủ chào mọi người thế nào? Dạ bà chủ kìa. Bà chủ đang là vui quá nên là không nói được câu gì cho mọi người nhá. Đây là ông chủ. Đây ông chủ ơi, giờ đi bế cơm. Đây nhá, còn giỏ này đây. Bà ơi, cho xin cái bông căn nhà này đã hoàn thiện rồi mọi người. Đó. Các bạn có thể thấy tủ bếp đẹp lắm, lung linh luôn. Đây có một cái tổ rượu các bạn thấy choáng luôn đấy, toàn sâm không rồi. Uống bằng này rượu chắc ra cồn lắm rồi. Cả nhà này nó hoàn thiện 100%. Đông khách quá. Đây là phòng riêng nhé các bạn người nhá. Phòng riêng của đôi vợ chồng trẻ. Chung là đầu tư ở đây cũng khá nhiều tiền đấy mọi người. Mọi thứ gần như là chỉnh chu, đẹp đẽ. Còn đây là bàn học của bọn trẻ con đây. Đây là một cái gian phòng thờ. Gian này thì cũng nhỏ thôi, khoảng tầm bằng một cái gian bếp gì đó, cũng nhỏ tầm như thế. Hôm nay gia chủ làm lễ tân gia, có mâm cỗ đặt lên bàn thờ đây. Còn đây là không gian bên ngoài của căn nhà. Còn đây là phía bên ngoài cho mọi người nhé. Ông xem tôi chọn gạch trông ở tầng 2 có đẹp không? Đây bên này chọn nhăm chọn nhít. Đây là không gian của toàn cảnh xóm 3, xã Lam Toàn, huyện Lam Trực, tỉnh Nam Định. Tôm cho mọi người. Tầng tôm đấy. Tầng tôm này màu sơn chủ đạo là màu vàng. Màu vàng sữa nha mọi người nhé. Mình rất thích cái đá cầu thang. Đá này chắc là không đắt. Đá nhà mình nó hơi xấu. Hả? Đây là một cái gian, nhưng mà cái gian này chắc để con ở thôi, sau đó lớn này nó ở thôi. Nhưng hiện tại cũng chưa có cái gì.
Màu sơn chủ đạo là màu sơn nước biển. Đó, màu xanh da trời đấy. Còn bên cạnh thì nó là cái, bên cạnh này là nhà vệ sinh thôi các bạn. Tím một căn phòng khác cũng dành cho con thôi, dành cho con. Và màu sơn chủ đạo là màu sơn tím giống như màu khoai môn, hồng hồng một chút. Cái này hoàn toàn là do tay bà chủ thiết kế nha mọi người, chồng đi Hàn Quốc không biết gì, chắc chỉ góp ý thôi. Đa số là bà chủ thiết kế hết đấy. Và ông chủ này chỉ đớp là chính. Đó. Về thấy cái nhà phấn. Ông phấn lắm. Đây là mình đang đứng từ tầng 2 nhìn xuống phòng khách đây các bạn. Khá là đẹp luôn. Đó. Đây là một căn nhà vuông. Phòng ốc khá là rộng rãi và thoải mái, gồm có 4 phòng, 2 nhà vệ sinh. Đang đông khách, tôi cũng chẳng hỏi phòng của nó là bao nhiêu, chắc là 1.500.000 các bạn, 1.500.000 rồi. Hôm trước tôi lên thì thấy bảo nó là 1.400.000 rồi. Đây nhạc to quá thì không muốn quay. Nhạc thì có là nhạc trẻ con đó. Đó. Vào đi, thoải mái đi. Đại gia đang coi như là bia bọt. Mở bia cho khách. Lau bia đi. Lau. Đại ca mày lại đi đâu? Hả? Đại ca tiền mày lại đi đâu? Đại ca đang đi hạ cây tí xong mà là đang đi hạ cây thôi anh em giả. Tiền nhanh đâu mà chưa thấy này. Hai. Chưa. Hơn 10 giờ mới tới đây. Phải đi mấy 2 tiếng đấy. Chủ nhà nay có ý kiến gì với anh em không? Phát biểu cảm nghĩ thế nào? Mà anh em về uống bia uống rượu. Có vậy thế à? Bia rượu nhiều quá. À. Nhiều, vậy thôi. Mà toàn thể anh em về đây cùng với gia đình làm cốc bia cốc rượu. Hôm nay gia chủ có cái lời mời coi như rất là lồng nhiệt. Đang lâu bia anh em. Nhiều quá mà chưa có ai uống. Anh em nào ở xa thì cứ tới đây phục vụ nhiệt tình. Chủ nhà rất có cái một cái khao khát lớn, đó là được lên YouTube. Chứ sao? Nguyện vọng vô cùng lớn là được lên YouTube để nói chuyện với anh em. Mình đấy cũng mình ấy. Khách khứa đang đến rồi nha mọi người nha. Chưa đến đồng rồi. Các cụ đánh chén hả? Đúng không?
Nếu không mua cái gì ạ? Có gì hả? Đó, đó. Mà lên mấy con đi. Đây mà dạ. Mua gì? Đó là cổ ở đây mọi người. Em chưa anh em đang ngồi giao lưu. Ngày kia về lại rực rỡ. Có mua cái này không? Đây của gia chủ kia mới bình như vậy. Hết rồi. Anh Việt, đồ anh Hồng Việt ạ. Anh em ăn đi. Hả? Thế rồi gọi cả nó đi. Mày có cái đó. Đến thế đâu? Anh em chơi tự nhiên đây. Quay đi. Mà đi mày chúc đi tao quay ra. Vừa nãy giờ tao chúc từ nãy là say luôn rồi. Say lắm rồi anh em. Say lắm. Bia cho nó mát ruột. Nói to lên. Nói to lên. Uống rượu à? Không uống rượu à? Dạ không uống rượu. Say bia là nhà bán bia mày. Chủ nhà say lắm rồi các bạn. Nói to rồi. Tàn thiếu chân này này. Ngồi chừng hết tàn được mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy bấm like, comment và hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh mình nha.